Dạ, chào cả nhà mình. Dạ. Chị Hai của Nguyệt, chị Nguyệt Hai. Dạ. Chị Hai đó, dạ, đó hả? Đây, em là Nguyệt. Dạ. Nguyệt là đây. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, chào cô. Chào cô. Dạ. Dạ, dạ, chào anh, chào chú, chào cô. Dạ. Thì bà Út chắc nằm trong nhà hả chị? Dạ. Mẹ con gái con lên thăm mẹ, con dâng bó hoa tặng mẹ, mừng mẹ thọ 92 tuổi. Dạ, từ nhỏ tới giờ không bao giờ gặp mẹ. Mẹ còn khỏe, con mừng sao? Con mừng mẹ. Con chào bà. Mẹ ôm bà qua cho con tặng dân lên mẹ. Xin ra mẹ. Từ từ từ. Bỏ cái đứt chân. Chân nó té đau đó. À, dạ. Té ha. Bà năm nay cũng là 92 rồi đó ha. Mẹ để gọi lên giò con nè. Đừng khóc. Dạ. Má còn phải em để con mừng nha ha. Dạ. Đừng khóc. Nhờ ơn trên mẹ sống dài lắm. Dạ. Vì mẹ người ăn hiền ở lành. Dạ. Còn cái cha con là vì hoàn cảnh. Dạ. Chứ không phải là mẹ không có biết thương con. Dạ. Bây giờ con đừng buồn. Dạ, con không có buồn mẹ. Phụ nữ là người khổ nhất trên đời mẹ ơi. Người đau khổ là người phụ nữ đó mẹ. Anh lên nè. Lúc nào con cũng nhớ mẹ thương á. Mẹ biết không, mỗi lần người con coi người ta có mẹ là con khóc mẹ ơi, con khóc nghĩ là mẹ. Giờ gặp lại rồi. Bây giờ con không còn nước mắt nữa mà khóc nữa. Ừ, khóc quá cạn nước mắt mà. Dạ. Thôi đừng khóc nữa. Vậy là má mừng lắm. Dạ. Thì má cũng buồn lắm nhưng mà biết làm sao. Dạ. Đi đứng thì không có được. Con cũng đi tìm mẹ trên cái chương trình mà chưa hề có cuộc chia ly chồng con. Chồng con mà biết được con tìm mẹ vui lắm. Chồng con mất 2 năm mấy rồi. Mà tìm 5 lần mà không có gặp được. Tới bây giờ vô vọng. Tới giờ con mới tìm được mẹ. Trời ban phước lành cho con đó mẹ. Con ăn tương năm nay là 20 mấy năm rồi. Mẹ thì mẹ không có ăn thịt, ăn cá. Dạ. Mẹ ăn cơm với muối đậu hay là cháo hay là nước mắm khô quẹt vậy chứ thịt cá mà không có ăn. Con ăn cá không được luôn, ăn thịt không được luôn, con ăn tương 20 mấy năm rồi. Dạ. Trời. Con cầu nguyện cho mẹ con. Con gặp được mẹ con một lần. Dầu biết mẹ con còn hay là không, con cũng xin ơn trên độ mẹ Quan Âm. Độ cho con gặp mẹ. Nhưng mà ơn trên không có phụ lòng con. Con còn gặp được mẹ. Mẹ tìm con. Má nói con nghe. Dạ. Má là người hiền lành nhất. Đúng. Suốt năm suốt tháng không bao giờ má mất lòng một người lớn người nhỏ nào. Dạ. Thành ra trời cũng nhỏ phước đức cho mẹ con. Dạ. Cảm ơn chị. Mẹ ăn cơm nhiều không? Mẹ ăn muỗng à. Mẹ ráng ăn nhiều cho sức khỏe. Đúng mẹ. Cái muỗng một cành hết á. Dạ. Mẹ ăn muỗng. Dạ. Ăn không được nhiều. Dạ. Mà hãy ráng ăn thôi. Ráng ăn có sức khỏe. Hôm đó này con cũng bệnh, con mới ăn cơm được 2-3 ngày nay thôi. Con muốn đất sao? Dạ. Con muốn đất sao? Vì mẹ cho cất nhà ở.
hay là ở đây với mẹ. Ở đây nhiều khi đi qua, nó cô về đây, đi qua bên Mỹ á. Dạ. Giờ đây cũng lao nhau lắm. Dạ. Nói cho các nhà mẹ cho các cả. Dạ. Tôi về sau của mẹ giờ các bốn người nhà. Dạ. Con hôm con ngủ không được, con có 2 giờ mấy con thức rồi, con thức tới sáng luôn. Thức cái vậy? Con thức dậy rồi con cúng rồi con lau nhà rồi con dọn dẹp nhà cửa, con giặt mùng mền của con đó, con để nhà cho cháu ngoại con nó giữ. Chứ đồ mình ngủ qua để con đi về cái nó hôi, rồi con giặt ở nhà cháu ngoại nó phơi. Rồi con thức dậy con lau nhà, quét sân rồi cái tới sáng rồi con đợi tiếng Mỹ lại. Rồi con trong từ giờ rồi sáng xe tới Nguyễn Hư đó mẹ. Ai cũng đồng vậy. Con cũng không biết ai đâu. Dạ. Con không biết ai đâu. Dạ dạ. Con á, Dạo Lần ơi, con vô con lấy trong cái cặp mợ có cái bọc áo cúng á, con lấy cho mợ. Nãy giờ mà cháu trong cái cặp chị ở em á. Con cúng nghe mẹ. Cảm ơn. Nha, con xin phép mẹ con cúng nha. Xin phép chị em cúng đó nha. Có hộp quẹt có hộp quẹt chưa con? Cúng trên bàn thờ mấy cây là mình mỗi một chỗ mình cắm một cây em. Mỗi chỗ mỗi cây. Chứ có bạn thông thiên không? Sáu chỗ sáu cây. Không, thì cúng trước từ một cây mình thắp một cây chứ để vậy nó tàn cây nha. Ngắt cái ghế lại lặng cho nó đứng căm vàng. Cầu chúng đồng tiền. Ngày nay là ngày mùng 10 tháng 8. Mẹ con là bà Nguyễn Thị Úc, 92 tuổi tiền con. Năm nay sáu mấy năm con mới gặp được mẹ con. Con kính trình với cụ Huyền Thất Tổ ông bà nội ngoại. Cảm ơn chứng minh cho con tìm được mẹ con. Người mô với đạo Phật. Con là Quách Thiên Nguyệt, tuổi thân. Rồi, mừng lắm rồi con, đừng khóc nữa. Dạ. Cố quyền thất thổ ông bà ông tam bảo Phật tổ Phật thầy Phật mẹ Quan Âm cứu nạn cứu khổ phù hộ độ cho con xây chuyển cho mẹ con là bà Nguyễn Thị Út năm nay 92 tuổi tìm con nhỏ lớn con ở với Hà Nội mọi con mà con không biết mẹ con là ai ngày nay ơn trên xây chuyển cho mẹ con đăng tin tìm được con về đây con tìm lại cội nguồn của bên ngoại của con. Mẹ con còn sống tại tiền thế. Để con bao hiếu phụ mẫu thăm ơn cho mẹ. Con kính trình với cụ Huyền Thất Tổ ông bà. Đứng cho khéo con. Nó cắm rồi. Cầm tròn. Cắm rồi con mới dẹp ghế á. Cô mắt cô nhìn không có rõ ai á. Nhìn ai cũng mù. Xa không nghe. Ngồi dậy xa nói không nghe. Giờ cái lỗi này không nghe gì hết, xe chạy cái lầm không nghe mà bên này nghe. Để lỗ bên đó nghe.
Dạ, nó bít mất lỗ rồi. Bây giờ không biết. Dạ. Thấy xe chạy qua vậy nhưng mà cái này không biết gì hết. Dạ. Mà cái này biết. Rồi bà có nhớ cô Nguyệt nhiều không? Dạ. Lắm. Nhớ lắm hả? Rồi có mong gặp cô Nguyệt nhiều không? Mong chứ. Dạ. Tôi nằm đêm tôi niệm Phật. Tôi nói trời Phật cho con gặp gỡ con của con từ đứa nào cũng cho gặp. Giờ con cũng lớn tuổi rồi, cũng không biết ngày nào đi về Tây Phương Phật. Con giờ tài Phật cho con gặp hết tất cả con cháu. Đi về Tây Phương Phật cũng vui lòng. Niệm Phật biết có sự tuổi kìa. Đêm nào cũng nằm niệm Phật. Vậy là đã được ơn trên trứng rồi đó. Bà niệm Phật như vậy là đã được ơn trên trứng rồi. Đêm nào cũng niệm. À, thấy thương ha. Đêm nào cũng nguyện. Cứ niệm Phật cầu xin. Chứ đâu có đi cúng lại quỳ được. Ngồi niệm Phật là quý rồi. Chứ đâu có quỳ cúng được. Do sở chủ tôi để đó. Đêm nào cũng niệm Phật hết. Niệm Phật rồi. Ai đi già đã rồi Phật Quan Thế Âm. Dạ, dạ đúng rồi. Mẹ Quan Thế Âm linh lắm đó. Linh lắm đó mẹ ơi. Rồi nay vậy là được gặp ruột thịt của mình rồi. Được gặp con gái của mình rồi. Ơn trên trứng cho bà rồi. Dạ. Bởi vì tôi nói cho em nghe như thế này. Tôi là con người tôi không có vô chùa tu. Dạ. Nhưng mà nhưng cái tâm tôi cứ tôi niệm Phật. Dạ. Tâm tôi. Dạ. Dạ. Ai? Chị Như. Chị Như con cậu Sáu. Cô Như á. Dạ. Thấy bóng con. Dạ. Ngoại nhìn mẹ nhìn kỹ con coi. Phải con không Nguyệt không? Chứ không phải Nguyệt đi tìm mẹ làm gì. Nhiều khi con nhầm lẫn rồi sao? Không có. Con lẫn, mẹ lẫn không lẫn thôi chứ con chả lẫn. Mẹ biết không? Tại vì mình có đức lắm. Mình có công đức niệm Phật. Thành thử ra trời ban phước lành. Mới sống sót có ngày hôm nay. Mẹ biết không? Cái mùa Covid người ta chết biết bao nhiêu nói. Người ta chết tiên à. Dạ. Mẹ nói chết vậy. Dữ lắm mẹ ơi. Ở Sài Gòn mà mẹ thấy cái đường không có người đi. Mẹ không có nhìn thấy được cái Sài Gòn không có người đi. Không thấy nhưng mà cũng nghe nhiều người dạ, nói. Đúng, dạ đúng rồi. Mình cũng cảm sầu lắm dạ. Mà biết làm sao. Bây giờ thì mình ráng mình cúng lại mình nguyện ơn trên độ tất cả chúng sanh. Được tay qua nặng khỏi. Tôi đi đêm tôi nằm tôi niệm Phật. Dạ. Tôi cầu nguyện sao trời Phật là ban phước cho tất cả hoàn cầu. Ở mình. Dạ. Yên cho khỏe mạnh tất cả. Dạ. Chứ phải mình giái mình. Mình giái mình rồi mình ta chết rồi, mình sống rồi, với ai? Rồi mình sống với ai đây? Dạ đúng rồi. Mình phải sống với tất cả hoàn cầu. Quá. Chứ không phải là mình thôi trời Phật cho cái cuộc sống. Rồi sống với ai đây? Người ta chết mẹ hết rồi mình sống với ai đây? Dạ. Bà ơi, cho con hỏi là cô Nguyệt nói đó là cô Nguyệt muốn ở đây, không biết là bà thấy sao? Thì nó ở nhà thì cứ ở nhà của mẹ mình mà. Dạ. Rồi cô Nguyệt muốn ở đây vài tháng mới về thì bà có vui không? Vui chứ có gì đâu. Dạ. Con mà. Dạ. Trời ơi, bao nhiêu năm không gặp, giờ gặp lại ở chơi với mình ít năm mà gì dữ vậy. Ít năm rồi ha. Rồi cô Nguyệt muốn bà về Long Xuyên chơi, không biết là bà có muốn về Long Xuyên chơi không? Không, giờ đi không được vì chân cẳng yếu. À, chân cẳng yếu rồi ha. Rồi có xe chứ lo gì?
có xe có chứ đi đường mệt lắm. À đi đường mệt ha. Dạ. Con nghe nói là ngày xưa đó chú Quách Kim Thành là đẹp trai lắm phải không bà? Cũng không bằng ai luôn, nhưng mà tại mình mắc nợ. Đúng rồi. Mình trả được nhiêu rồi không? Trả nhiều hết nhiều thôi. Ừ. Dạ. Để ai có thiếu nợ thì người ta trả. Dạ. Rồi thưa bà là bây giờ bà có hình dung ra được khuôn mặt của chú không? Nhớ lại người yêu hồi xưa coi mẹ. Con giờ con nhớ cũng đâu mất. Nhớ rồi người yêu cũng bỏ đi rồi phải không? Ừ. Bà ơi cho con hỏi một chút nha. Con nghe cô Như kể đó là ngày xưa đáng ra đó là anh Hùng là về sống với ba, còn cô Nguyệt á là sống với mẹ. Là cái dự kiến ban đầu này như vậy hả bà? Dự kiến ban đầu như vậy. Nên là tôi dẫn hai đứa con á đi xuống tận ông nội bà nội đó. Mà tôi... Sao cái này nhỏ vậy? Được, được. Ông nội bà nội đó. Dạ. Rồi tôi nghĩ rằng để cho thằng con trai ở dưới đây với ông nội bà nội thì sợ nó bay bướm hư. Tôi mới nói không giờ con đi về với má, để chị con ở đây đặng lo cơm nước cho ông nội bà nội. Chứ không phải khi xong mà đem con bỏ thứ khác. Mẹ để lại cho con cho bà nội. Con đâu có nấu cơm cho bà nội ăn đâu. Đâu biết nấu. Bà nội nấu không? Tại mày hư quá. Không phải là hư, nhưng bà nội cưng, bà nội không cho nấu. Vậy không hư? Đâu có hư đâu, phải con hư là con đâu có còn nguyên vậy đâu. Con cưng là con hư. Không có hư. Con cưng là cục vàng. Đúng không? Vàng thì cao, quánh dắt, giò cưng khổ. Ông nội la thì bà nội nhịn đói. Còn bà nội la thì ông nội nhịn đói. À, làm như vậy. Không có hư mẹ ơi. Con hả? Con hả? Bây giờ con khó lắm. Còn bởi con khó dữ lắm. Khó dữ lắm luôn. Không phải như ông bà nội cô đâu. Nhỏ phải biết nấu cơm, 8 tuổi là biết nấu cơm rồi. Ăn trầu mà làm như có thai son hay gì đẹp dữ vậy? Son đâu, ăn trầu mà còn thai son. Vậy hả? Vậy sao con thấy đỏ đỏ, con tưởng đâu mẹ thai son? Trời đất ơi, tôi từ nhỏ lớn tôi chưa biết cái son, cái phấn là sao. Vậy đó hả? Vậy sao? Chứ cô Nguyệt tưởng là hôm nay á, là gặp con nên là bà thai son. Đâu. Không phải là gặp con rồi bà tha son cho đẹp hả? Vậy là ăn trầu. Mẹ ăn trầu chứ không phải mẹ tha son hả? Tôi từ nhỏ có lớn tôi không có xài đủ đó. Nó nghe nè, mẹ thấy con đẹp không? Mẹ nói cho con nghe con mừng con. Mẹ không đẹp mà cũng không khua ai. Vậy hả? Ừ. Vậy là ok ha. Anh định thấy nghe không? Cái đẹp là không có đẹp mấy. À. Nhưng mà cái thua người ta thì không có thua mấy. Bà ơi, cái lúc còn nhỏ đó là cô Nguyệt có ngoan không? Nó dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. À. Nó còn nhỏ, ghế bàn vậy, cương trùng với ghế bàn. Ngầu với ghế bàn, anh Bi. Âm bi mà ở dưới cái ghế bàn trời tối ngày. Ủa âm bi là cái gì? Ai biết còn nó. Chắc là hay đau bụng uống thuốc âm bi quá. Âm penicillin á. Không biết nó nói âm bi. Mình cứ nghĩ thức cự nhỏ. Ủa sao cho ấy thêm nữa con? Nhỏ mẹ sao nó ngồi cái chơi rồi hát kỳ cục. Ý là nó hát vậy. Thức cự đó. Vậy mà ổng cho bà nội nuôi, ổng để con ở với mẹ. Sao đó mẹ không nuôi con mà ổng cho bà nội chi? Tại mẹ thương ông nội bà nội. Dạ. Con trai thì nó bay bướm. Dạ. Để con gái đặng nó nấu cơm cho ông nội bà nội ăn. Rốt cuộc ông nội bà nội nấu cho con ăn không? Ừ. Con cũng không biết nấu luôn. Giờ con biết nấu chưa? Dạ biết rồi. Bây giờ đỡ đỡ hơn, kế thợ nấu được. Tưởng giờ mà không biết nữa hư à. Không có hư đâu, còn nguyên chân à. Rồi vậy thưa bà,
hôm nay con rất là vui khi con được chứng kiến sự đoàn tụ của mẹ con. Tính cho đến thời điểm này, tính sơ sơ cũng là đã 62, 63 năm rồi. Và cô Nguyệt năm nay vậy là 67. Và 67 mà theo như cái lời cô Như nói đó là tuổi thân. Khi đó là chia tay nhau là lúc mới 4, 5 tuổi gì đó. Dạ. Nhưng mà lúc trước nói văn phát. Dạ, lúc trước nói văn phát bây giờ không nhớ mấy. Dạ. Con mới nói được cái thông tin mới nói với con chứ. Dạ. Vậy con xin chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình bà nha. Cảm ơn chú nhiều ha. Dạ. Chú Tuấn Vĩ, cô nói đi. Cảm ơn chú Tuấn Vĩ. Dạ, dạ okay. Đúng rồi, tên con là Tuấn Vĩ. Dạ. Tuấn Vĩ không phải Tuấn Khỉ đâu nha. Tuấn Khỉ đi rồi. Dạ, Tuấn Khỉ đi 2 năm trước rồi. Dạ. Rồi, cô nói chuyện với bà đi nha. Dạ. Con trò chuyện với cô Như chút xíu. Dạ, con chào bà nha. Bà cứ tự nhiên nha. Dạ, mình trò chuyện chút cô ha. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, thì Tuấn Vĩ cũng vừa trò chuyện với bà Úc và trò chuyện với cô Nguyệt xong. Thì giờ đây Tuấn Vĩ xin được trò chuyện với cô Như chút xíu để cho cô cũng có đôi lời bày tỏ. Cũng như là Tuấn Vĩ xin giới thiệu thêm là cô Như là người mà hôm đầu tiên đó là qua cái sự bày tỏ của cô Như để mong muốn kiếm lại cô Nguyệt cho bà Úc. Thì hôm nay đó thì mọi việc nó cũng được như cái sự mong muốn. Nên là chính cá nhân Tuấn Vĩ cũng rất là vui. Thật sự là Tuấn Vĩ rất là vui. Rất là chúc mừng cô đã đạt được cái nguyện vọng ban đầu. Dạ. Thì cô có điều gì muốn chia sẻ đến với cộng đồng thì con sẽ ghi nhận. Tôi cũng rất là, trước nhất là cảm ơn Tuấn Vĩ. Kế nữa là cảm ơn tất cả các cô bác anh chị trên cộng đồng mạng, trong cũng như ngoài nước, đã lan tỏa cái thông tin này để cho gia đình tôi tìm được đứa em tên là Nguyệt ở Di Long Xuyên. Thì phải nói rằng gia đình rất là mừng khi mà bà cô tôi là 92 tuổi mà tìm được đứa em. Thì đúng là cái này nó cũng là một cái rất là may mắn. Tại vì cô thì lớn tuổi rồi, em cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông bà trời Phật cũng phù hộ cho mẹ con được đoàn tụ trước khi mà cô tôi ra đi. Thì cái đó là một cái hạnh phúc, hết sức là hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Thì chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn anh em cô chú trên cộng đồng mạng, trong cũng như ngoài nước, đã ủng hộ và có những cái lời chúc tốt đẹp đến gia đình chúng tôi. Thưa cô, là cô thấy đó, hôm mà cô đến lấy thông tin thì cô Úc còn nhớ là cô Nguyệt với cô Như cùng một tuổi với nhau, nhưng hôm nay là hoàn toàn không nhớ. Rồi trước đó đó thì cô lấy thông tin thì cô nhớ rằng là cô Úc cũng nói rằng là khi mà đưa cô Nguyệt về Long Xuyên đó thì là cô Nguyệt 4 tuổi mà giờ cũng không hề nhớ. Cho nên là thật sự mà nói là được gặp gỡ trong cái lần này là một cái điều mà đã được cái sự mà dẫn dắt của ông bà, tổ tiên, cũng như là được cái sự mà ơn trên là đưa lối, dẫn đường. Chứ con người ta đó, năm ngoái khác mà năm nay khác đó, rồi sang năm lại chưa biết điều gì xảy ra nữa. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là khi mà tìm được em thì phải nói rằng cái vui mừng, cái hạnh phúc rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Thì cũng hết sức là cảm ơn cộng đồng mạng cũng như Tuấn Vĩ đã lan tỏa được cái thông tin này để cho có người cho thông tin cho Nguyệt gặp được mẹ gia đình. Thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn chị gì bán gạo. Dạ, chị cô Phấn. Cô Phấn bán gạo với một chú gì nữa đó. Dạ, hình như chú Bôn, chú gì đó. Thì hãy nói là gia đình cũng có cái lời hứa lúc ban đầu với chương trình kênh của Tuấn Vĩ là nếu như
thì chị Hoa của Nguyệt có nói là nếu như mà tìm được Nguyệt thì gia đình xin hậu tạ 1.000 đô. Thì hôm nay là nhân cái dịp mà gia đình đoàn tụ như thế này thì tôi cũng xin hậu tạ 1.000 đô cho Tuấn Vĩ, gửi qua Tuấn Vĩ rồi Tuấn Vĩ đưa đến những cái người cho thông tin đó để hậu tạ ơn người ta. Dạ. Một lần nữa thì con xin chúc mừng cho gia đình đã đạt thành như ý, được như ý nguyện của mình. Bên cạnh đó thì con thấy thực sự là bà Út thì cũng quá lớn tuổi rồi so với cái lứa tuổi thông thường. Được 92 tuổi mà cũng được còn minh mẫn như bà Út cũng là may rồi. Nhưng mà gọi là mai sau hoặc là những năm tiếp đây nữa thì sức khỏe của con người mà thì lớn tuổi vậy thì đương nhiên là phải sa sút. Cho nên là gặp được nhau vào cái thời điểm này, là cái thời khắc này là phải nói là quá tuyệt vời. Mà bà Út mới té đó, mới trầm trọng vậy chứ còn lúc trước không đến nổi. Con cô nó đi công tác đi ngang, nó ghé ra nó thăm, nó cho tiền còn nhận ra mà. Mày là con của Như hả? À, con nhớ. Nghe tiếng tụi nó. Nhìn người thì không rõ nhưng mà nghe tiếng thì biết. Mày là con của Như hả? Hay là thằng rể nó báo con là chồng của bé Ánh nè, bà nạp bà Út. Rồi nhiều khi thằng Út nó đi ngang đây, nó về nó đi ngang đây, nó ghé vô cho tiện thăm rồi. Mày là con Như hả? Mày là đứa nào? Con là con Út Lộc nè, Út Lộc về là con của bà Như nè, bà Út. Vậy là cũng 92 tuổi mà vậy là cũng hay rồi. Mới té cái đợt này thôi. Mới té cái đợt này mới trầm trọng vậy thôi. Bữa chị đi với con của chị Dì Nguyệt lên đây mà cô nhìn cô bà Út mà cô không ngờ luôn á. Đã tuột dốc mà cô không ngờ luôn. Thấy xuống cấp trầm trọng ha. Thương. Lớn tuổi rồi. Cảm ơn cô nhiều. Vậy thì con cũng xin ghi nhận điều này, con truyền tải đến cộng đồng. Và thưa quý vị, gia đình cũng rất là cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng mới có cái sự lan tỏa đó. Thì kính thưa các anh chị cô chú cộng đồng mạng cũng như là trong nước cũng như ngoài nước, thì theo lời hứa của gia đình đối với cái công việc tìm người trong kênh của Tuấn Vĩ, thì gia đình nói nếu mà ai là người thông tin báo tin giùm cho tìm được em thì gia đình xin hậu tạ 1.000 đô. Thì giữ đúng lời hứa, ngày hôm nay gia đình được đoàn tụ thì gia đình xin gửi 1.000 đô để cho Tuấn Vĩ hậu tạ những người cho thông tin báo thông tin. Con xin nhận. Thưa quý vị thân mến, đây là 1.000 đô của từ cô Như có gửi cho Tuấn Vĩ để hậu tạ cho cô Phấn là người báo tin. Mà thấy cô Phấn thì cũng rất là tốt. Hôm trước thì cô Phấn cũng nói là sẽ gửi lại cho cái trường hợp mà bị bệnh đi viện gì đó. Thì cô có coi cái tờ kênh đó. Nói chung con thấy ở trên cộng đồng coi vậy chứ cũng rất là nhiều người có cái lòng nhân ái, có cái đúng sự rồi, mà tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Thì con xin nhận cái này để con xin gửi cho cô Như ha, cô ha. Cô Phấn. Cô Phấn. Xin lỗi. Gửi cô Như cũng không. Gửi cho cô Phấn. Cảm ơn cô. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, vì ở phía ngoài thì gần đường đó cho nên là nó hơi ồn, nên Tuấn Vĩ và cô Phấn vào đây để trò chuyện và trao đổi một chút xíu về câu chuyện là bà Út đi tìm con là tìm được cô Nguyệt đó, thưa quý vị. Thì cô Phấn đây là người báo tin trong cái việc mà báo tin cho Tuấn Vĩ về cái trường hợp của cô Nguyệt. Thì hôm nay đó thì Tuấn Vĩ cũng đã nhận được 1.000 đô của từ bên gia đình đó cô. Nên là Tuấn Vĩ gặp cô để Tuấn Vĩ trao cái số tiền 1.000 đô đó. Rồi trước tiên là cô gửi lời chào đến cộng đồng rồi mình trò chuyện cô ha. Cho tôi xin chào các cộng đồng trong nước và ngoài nước, anh chị em. Thưa cô, coi như đây là một cái việc, trước hết là con xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã tích cực trong cái việc mà báo tin. Thì mình cũng trò chuyện một chút xíu. Thì không biết là trường hợp của cô Nguyệt đây đó, thì theo chia sẻ của cô lần trước thì là cũng là vô tình cô biết thôi, chứ đâu, cô đâu có phải là cố tình để đi kiếm cô Nguyệt đâu cô tại hả? Tại vì hồi lúc trước á, thời gian trước là má chồng có kể lại cô Nguyệt này với ông Quách Minh Thành này, là má chồng là bạn thân với cái người má sau của cô Nguyệt. Thành thử mới biết cái câu chuyện này mà mới cho hay thông tin thôi, chứ ngoài ra cũng đâu có biết được.
Dạ. Là má chồng á, má chồng là thân với má sau của cô Nguyệt. Dạ. Má ghẻ của cô Nguyệt đó. Dạ. Rồi mấy má chồng mới kể lại sự tích gì vậy đó. Dạ. Nói cô Nguyệt là hồi đó ở, không phải nói là ở Bình Dương mà, nhưng mà nói ở đâu miền ngoài á, là vô đây là giao cho bà nội với ba trong này là sống mới biết thôi, chứ dạ, đâu có biết. Má chồng kể lại. Dạ. Rồi cô Nguyệt mới biết, mới cho cô Nguyệt thông tin. Chứ ở đó, ở sớm đó nhiều khi người ta cũng không biết cô Nguyệt là lý do gì ở đâu đó. Dạ. Ta không có biết căn gốc. Dạ. Thì cái này cũng là may mắn thôi, chứ còn dạ, để đi kiếm biết đâu mà kiếm. Bởi cô hết may mắn. Cũng một cái dịp hên. Dạ. Một dịp hên. Thì hôm nay con nhận được 1.000 đô đó, thì con xin gửi cho cô. Ha. Đây là 1.000 đô của từ gia. Đây là tôi nhận được, tìm được người thân tính dĩ tặng cho tôi là 1.000 đô. Dạ không phải, không phải Tuấn Vĩ tặng. Con xin nói lại xíu là cái này là tiền của người ta, chứ không phải Tuấn Vĩ tặng. Có nghĩa là tiền hậu tạ của từ bên gia đình của bà Út á. À, tiền hậu tạ của bên bà Út tặng chứng dĩ tao chặn cho tôi. Dạ. 1.000 đô. Dạ, chuyển tải, tức là Tuấn Vĩ là bác đưa thơ đó. Dạ. Vì con cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều lắm. Dạ. Thì tôi cũng ước nguyện là có thằng cháu nó bệnh đó. À, thì giờ nay nó đã xuất viện về rồi, thì tôi cũng hứa cho nó là 10 triệu. Yeah. Tại vì cô Nguyệt cô nói là để mua gạo á. Yeah. Cho ngoài này mớ đi, rồi mà cho chổng mớ, với tôi cũng đổ cái đường cho ở gần cái trường học Lê Văn Tám á, sau lưng trường học Lê Văn Tám, đổ cắt đá cho người ta đi. Thật ra thì là cô nói thì con cũng xin ghi nhận cái lòng tốt của cô. Nhà tôi nữa sẽ chở, tôi hứa là tôi sẽ chở cô Nguyệt đi với tôi. Dạ, vô tận tay. Rồi có lên mạng không tiếng gì? Dạ có. Lên mạng ở chỗ thằng nhỏ mà để ruột ra ngoài đó. Tại vì cô Nguyệt có nói thôi giờ chia sớt đi, chứ thí dụ như cho ở chổng thì mày cũng mua gạo cho ngoài này người ta. Chị em xuống giềng ngoài này người ta cũng nghèo đói. Thì tôi có bàn với cô Nguyệt vậy, cô Nguyệt cũng đồng ý ok. Dạ. Nữa tôi mượn cô Nguyệt vô chở tôi tới chổng. Dạ. Rồi lên mạng lên cô. Gọi là cô có lòng như vậy thì con cũng rất là cảm kích. Nhưng mà trên thực tế đó thì là con chỉ là biết bổn phận là trao cái số tiền này cho cô. Còn làm việc gì đó thì cô cứ tự động làm cái gì đó mà cô cảm thấy rằng nó hợp lý. Con cũng không có không kiểm soát điều đó. Tuy nhiên là cô có lòng tốt với bà con đối xóm, cũng như là có lòng tốt với cái người đau bệnh đó, thì con rất là cảm kích trước cái điều này. Và tiếc rằng là gọi là cái số tiền này phải chi mà cô trúng số 1 tỷ đi ha, để cô đi làm từ thiện cho nó đã. Được 1.000 đô này thì đổi ra tiền Việt được coi như gần 2.4 triệu. Khoảng 2.4 triệu. Xin lỗi, 24 triệu. Được khoảng 24 triệu. Mà quên nữa, cô đếm thử coi có đúng 10 tờ không con. Bởi vì con nhận đi. Được rồi. Con cũng chưa đếm nữa, đã biết đâu lỡ thiếu làm sao. Lỡ thiếu làm sao, nên con chưa có đếm rồi đó. 1 nè, 2 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Phải 11 tờ để con lấy lại 1 tờ. Dạ. Vậy thì thưa quý vị, các anh chị thân mến, thật ra thì trong thời gian qua đó thì Tuấn Vĩ cũng luôn khuyến khích, để Tuấn Vĩ né cái mặt trời này cái xíu này. Tuấn Vĩ cũng được rồi, cô ngồi đó được rồi. Trong thời gian qua thì Tuấn Vĩ cũng luôn khuyến khích những người mà tìm gia đình đó cô, thì mình cũng nên đưa ra một cái giải pháp là có hậu tạ cho người báo tin. Tuy rằng thì đối với cô Phấn thì cô cũng chỉ là biết rồi cô báo tin thôi, chứ cũng không phải là cô đi tìm. Nhưng mà ví dụ như có một số trường hợp đó mà bác xe ôm nào bác nghe cái thông tin ở xóm dưới mà bác đi bỏ công ra đi tìm, thì cái việc mà hậu tạ cho cái người báo tin thì cũng là một cái việc mà hết sức là cần thiết cô ha. Cho nên là hôm nay thì Tuấn Vĩ nhận được 1.000 đô này thì Tuấn Vĩ cũng rất là vui khi mà mọi việc nó đã diễn ra được như ý. Nghĩa là thật ra thì cái chuyện mà mẹ con gặp nhau đó là một cái việc mà hết sức là cao quý. Chứ không, cái tiền bạc này kia thì nó bao nhiêu thì nó cũng là chuyện nhỏ. Bao nhiêu cũng là chuyện nhỏ. Cô ha. Dạ. Mẹ con gặp được nhau thì cái điều đó là cái điều mà mong mỏi của gia đình. Hôm nay mà tôi lên tới đây, tôi thấy gia đình mà đoàn tụ thì tôi rất là mừng luôn. Dạ. Rất là mừng cho cô Nguyệt.
Dạ. Sáu mươi mấy năm mới gặp lại người mẹ, rất là mừng luôn. Dạ, rất là mừng. Rất là mừng, rất là mừng cho cô Nguyệt. Dạ. À, cô biết không, có nhiều cái trường hợp mà xa cha xa mẹ đó, họ nguyện trong lòng là họ đánh đổi cả cái gia tài của họ để gặp được người mẹ của mình, người cha của mình, là họ cũng vui lòng nữa. Cha mẹ là trên trước mà tiếng gì? Dạ. Cha mẹ là trên trước mà. Dạ, thì đó. Cho nên là tiền bạc thì nó cũng chẳng là cái nghĩa lý gì so với cái tình thương của cha con mẹ con dành cho nhau, và cái sự thất lạc gia đình là một cái sự khát khao rất là lớn con ha. Ừ. Dạ. Rồi vậy một lần nữa con xin chân thành cảm ơn cô rất là nhiều đã báo tin, tích cực báo tin trong cái việc mà tìm người của cô Nguyệt vừa qua cô ha. Dạ. Rồi vậy mình chào tạm biệt nhau nha cô nha. Xin chào tạm biệt. Xin chào. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa xem qua cuộc đoàn tụ của hai mẹ con, cuộc đoàn tụ của gia đình sau 62 năm mới gặp lại. Một câu chuyện đã được cộng đồng quan tâm và chia sẻ. Chính những người trong cuộc cũng không nghĩ rằng sau 62 năm còn có thể có cơ hội để gặp lại mẹ của mình. Đó là một điều hết sức là hạnh phúc. Và Tuấn Vị cũng xin thay mặt cho gia đình cảm ơn cô Phấn đã tích cực báo tin trong trường hợp của cô Nguyệt. Nên là gia đình cũng đã hậu tạ 1.000 đô theo như lời hứa. Rất là cảm ơn cô Phấn rất nhiều. Bên cạnh đó thì cô Phấn cũng đã có cái sự tương thân tương ái, lấy cái tiền hậu tạ đó để giúp cho những người khó khăn hơn. Điều này Tuấn Vị cũng rất là cảm kích vì tấm lòng của cô. Thưa quý vị, trong câu chuyện của cô Nguyệt thì cô Nguyệt đang còn muốn kiếm người chị của mình, tức là con của vợ trước của chú Quách Kim Thành, tức là chị em cùng cha khác mẹ. Đã thất lạc, nghĩa là chị em chưa một lần gặp gỡ nhau, nên là hy vọng là bên gia đình của con của chú Quách Kim Thành trước đây có nghe được câu chuyện này thì lên tiếng, cũng biết đâu cái việc hy hữu sẽ xảy ra và chị em gia đình sẽ được gặp lại. Thưa quý vị, giờ đây thì video cũng khá dài nên Tuấn Vị xin được kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, cũng như là câu chuyện của cô Nguyệt và bà Úc đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng. Nếu ai chưa đăng ký kênh, mong quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.